Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UNICEF Việt Nam đã tổ chức khóa học trực tuyến làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ, khóa học nhằm giúp cho các bậc cha mẹ có con từ 0 đến 8 tuổi và những người chăm sóc trẻ ở vùng khó khăn có điều kiện tiếp cận với kiến thức làm cha mẹ. Khóa học chia làm 7 chủ đề sẽ giúp cho các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về các giai đoạn phát triển thể chất và tâm sinh lý của con, biết cách trò chuyện và chơi cùng con, bảo vệ con. Tham gia khóa học thì các bậc cha mẹ sẽ được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục và bảo vệ trẻ